Trang chủ AFC mở cuộc bình chọn bàn thắng mang tính biểu tượng trong lịch sử vòng chung kết U23 châu Á cách đây vài ngày. Trong đó, cú đá phạt của Nguyễn Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan trong trận chung kết tại Thường Châu năm 2018 cũng lọt vào danh sách được bình chọn trong top bàn thắng đẹp nhất. Thời gian đầu, cầu vòng trong tuyết của Quang Hải chỉ giành được 10,5% bình chọn so với siêu phẩm đá phạt từ cự ly 30m của Torabi, U23 Iran trong trận đấu gặp U23 Trung Quốc năm 2016, đạt tới 84,8% lượt bình chọn. Tuy nhiên, ngay sau khi các cổ động viên Việt Nam nhận được tin Quang Hải lọt top bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Á và bàn thắng đẹp nhất giải U23 châu Á, đã đồng loạt bình chọn cho cầu thủ gốc Hà Nội. Đến chiều ngày 16 tháng 2, bàn thắng của Quang Hải đã có tới 552.409 lượt bình chọn, tương đương 41% tổng số phiếu, và hơn bàn thắng của Torabi đến hơn 400.000 lượt bình chọn. Trong bài phát biểu mới nhất của mình, huấn luyện viên của U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Scott Jarr bất ngờ đánh giá cao đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, trong buổi họp báo, chiến lược gia này cho biết: "Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của Triều Tiên, Jordan và Việt Nam. Trong đó, U23 Việt Nam là ứng cử viên cho ngôi đầu bảng. Họ là đội tuyển rất mạnh, từng vào chung kết giải này cách đây 2 năm. Chúng tôi cần phải cẩn trọng bởi sẽ gặp họ ở ngay trận mở màn bảng đấu này", huấn luyện viên Masi cho biết. Ông Skoja từng dẫn dắt UAE đánh bại Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng tại ASEAN 2018. Nhưng nhà cầm quân người Ba Lan cho rằng mọi thứ đã thay đổi và đội bóng của ông hiện tại không còn mạnh như trước vì mất một số cầu thủ cho đội tuyển quốc gia UAE. Chiều qua tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã diễn ra buổi gặp mặt và trao thưởng của các đơn vị cá nhân dành cho đội tuyển nữ Việt Nam sau thành tích đoạt huy chương vàng SEA Games 30. Đây là chiến tích mang đến cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ nước nhà, đội có số lần vô địch SEA Games nhiều nhất với 6 lần. Nên các cô gái vàng đã nhận được sự tri ân rất chu đáo từ các tổ chức, cá nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền thưởng của các đơn vị dành tặng cho đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung là khoảng 22 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các hiện vật và dịch vụ dành riêng cho các cô gái vàng của Việt Nam. Đây có thể xem là những mức thưởng rất cao để dành cho những gì bóng đá nữ Việt Nam giành được sau một kỳ SEA Games thành công. Sắp tới, đội tuyển nữ quốc gia sẽ tham dự vòng loại cuối của Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc từ ngày 3 tháng 2 đến 9 tháng 2 năm 2020. Tại vòng loại này, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng B với các đội tuyển Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.